Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong ngày hôm qua đã thu hút được sự quan tâm và đánh giá cao của cử tri cả nước. Nhiều người cho rằng đợt bỏ phiếu lấy tín nhiệm lần này là một đợt sinh hoạt chính trị dân chủ có tính đột phá, rất cần được phát huy trong thời gian tới đây. Nhiều người cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phần nào phản ánh khách quan về mức độ tín nhiệm của các tư lệnh ngành thông qua kết quả điều hành. Việc lần đầu lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Quốc hội bầu, phê chuẩn và công khai rộng rãi kết quả lần này đã đáp ứng được sự chờ đợi của nhân dân. Việc làm này nó rất là phù hợp ý đảng lòng dân. Và đồng thời cái thứ hai đó là phát huy được cái dân chủ thông qua đại biểu Quốc hội, rồi nó cũng thể hiện được cái hiệu quả, cái chất lượng của đại biểu Quốc hội và cái uy tín của đại biểu Quốc hội, mà nhất là các vị bộ trưởng. Còn đối với các cái đại biểu Quốc hội thì cái lần bỏ phiếu lần này thì tôi thấy là các đại biểu đã đại diện cho cử tri và chúng tôi đã tin tưởng bầu các đại biểu, và các đại biểu đã làm cái nhiệm vụ trọng trách của mình. Việc mà bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh châu chốc được Quốc hội bầu phê chuẩn, nó thể hiện cái bản lĩnh chính trị của đảng mình trong vấn đề lãnh đạo, trong vấn đề dân chủ của Quốc hội, trong vấn đề giám sát của các cử tri qua theo dõi để làm cho cái việc nâng cao cái quyền lực của Quốc hội ngày càng được tốt hơn. Lần lấy phiếu tín nhiệm này đã chỉ ra một số tư lệnh ngành có chỉ số tín nhiệm thấp còn ở mức cao. Trên thực tế, đó cũng là những ngành lâu nay vẫn luôn phải chịu nhiều áp lực do tình hình kinh tế khó khăn, cũng như được cả xã hội chờ đợi và kỳ vọng. Nhiều người cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này còn là lời nhắc nhở các tư lệnh ngành, đồng thời có thể là cú hích mạnh để họ thể hiện quyết tâm và có những giải pháp đột phá hơn trong lĩnh vực mình phụ trách. Cái phiếu thì nó cũng thể hiện trong một cái thời gian, một cái giai đoạn nhất định. Rồi lần sau bỏ phiếu thì tôi nghĩ nó cũng sẽ khác, bởi vì công việc điều hành nó cũng có những cái thay đổi. Nếu như chúng ta là quyết liệt hơn, dám nghĩ, dám làm hơn, cái tác động thực tế nhiều hơn, với những cái tác động tích cực thì nó có thể là đem lại những cái số phiếu, những cái kết quả cao hơn. Anh sẽ thay đổi cái cách quản lý thế nào? Anh sẽ đặt cái tâm của anh trước cái quyền lợi của dân, của nước như thế nào? Và anh sửa càng sớm càng tốt để cho cái nền kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của chúng ta đi lên. Chúng tôi so sánh cái tín nhiệm cao với cái tín nhiệm thấp thì vẫn còn một số vị là đạt cái tín nhiệm thấp khá cao, tới trên 100 số đại biểu. Thì những vị này theo tôi là phải rút kinh nghiệm cho bản thân mình, và cái này cũng phù hợp với ý kiến của dân. Tương lai trong cái quá trình năm sau, 2 năm sau nữa lại vẫn cứ nên tiếp tục lại. Có như thế thì mới thúc đẩy được cái tính tự giác của mỗi đại biểu Quốc hội, tính tự giác của những cán bộ mà được Quốc hội bầu. Nhiều cử tri cho rằng việc Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên trong lịch sử này là có tính đột phá. Đây là đợt sinh hoạt chính trị lần đầu tiên có trong Quốc hội nước ta và mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Cử tri cả nước cũng tin tưởng đây sẽ là kênh thông tin quan trọng để tất cả các cán bộ được Quốc hội bầu và phê chuẩn soi lại mình và đều phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng hơn với sự tín nhiệm của Quốc hội và cử tri cả nước.